Chào bà con cô bác, chúc bà con một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Sáng nay thì mình sẽ lại tiếp tục đi chợ đầu mối nha. Bữa nay mình xuống đây mình kiếm ít ớt đi. Trưa nay về mình kho với lại nước cốt dừa. Mình kiếm mớ rau cái về mình luộc chấm. Bây giờ mời cả nhà mình cùng đi chợ luôn nha. Hồi nãy thì cũng có đi lên chợ cái nứa bà con cô bác, nhưng mà kiếm mấy cái cá đồng á. Giờ mình đi hơi trưa thành ra là người ta bán hết rồi. Với lại chợ đó người ta cũng tan sớm nữa. Bây giờ mình sẽ đi vòng xuống chợ đầu mối nè. Ở đây mấy chị này chỉ có bán hình như con này là con cá lăng hay cá ngán gì đi, cá sông nè, cá ngừ nhỏ nhỏ này, cái mình kho khóm ăn nó cũng ngon nữa. Giờ mình đi kiếm rau đi. Rồi bạch tuộc chị này chị bán tươi quá chừng. Bạch tuộc với lại mực. Cá đó lúc này vô mùa rồi nè bà con cô bác. Cá đó bự bự mà. Cá bự bự này ăn thì nó béo. Ít xương hơn là cá nhỏ. Rồi cá nục chuối tươi xanh luôn nè. Đi cái hướng này lên kiếm rau. Hai bên đây thì mấy cô này cũng bán rau dừa nhiều dữ lắm. Rồi đây sắp tới là đồ hàng bông là nó sẽ mắc đó bà con cô bác, tại vì nước mặn nè. Rồi nước không có nó thành ra là nó mắc. Ở Bến Tre đây còn đỡ, nhiều chỗ là nó khô hạn luôn, nó không có nước luôn. Này còn nhiều chỉ vừa bán vừa cho luôn, như đó là 15.000. Cái đợt nhãn lồng này ăn cũng tốt lắm nè bà con cô bác, ăn là cũng tỉ mất ngủ nè. Ăn thần mất ngủ. Cô này cô dưới ba tri chị đem lên đây. Chú vừa bán sao vậy chú? Hả? Vừa hấu bán sao chú? 12.000 ký luôn. 12.000 một ký hả? Cái này vừa Long An hả chú? Đó, nghe bóc 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 luôn mà không biết ngon không đây. Bóc bóc là ngon á, nghe bạch bạch là không ngon, nghe bóc bóc là ngon. Đây, cái này bóc bóc, này chú cân cái này đi chú. Nhưng mà nghe bóc bóc vô là ngon á. Dạ. Mà nghe bạch bạch rồi rồi. Bạch bạch là không ngon phải không? Bạch bạch là nó chín nhiều quá đó, héo. Dạ. Nhiêu chị? 23.000. Chào bà con cô bác buổi sáng. Giờ mình vô mình xem mẹ cân ve chai nha cô anh chị. Đây. Một xe mà toàn là giấy không à. Giấy gạch tông. Đó, chở từ nhà xuống đây chắc cũng khoảng đâu gần 3 cây số cô anh chị. Đó. Giấy gạch tông hả mẹ? Giấy thùng. Giấy thùng mì tôm, cái này cái riêng đó. Rồi còn ba cái gì lon bia với chai này kia sao thấy mẹ không bán? Được, có không rồi ấy, cứ đi chở hoài không? Gom nhiều nhiều mới bán hả? Gom nhiều nhiều thì nở không mới lựa ra. À. Cái món người ta đi chưa hoài mới đi chở. Đây là chở suốt vậy hả? Ừ, giờ như kia thì kia mới kìa. Gom mỗi nơi một chút chút vậy cả nhà, bắt đầu rồi cái về bắt đầu mới gom đi xuống đi cân. Xếp lại đàng hoàng này kia các nhà, chứ không phải là để khơi khơi đâu. Rồi bắt đầu là mới đi mua nữa. Đi mua rồi về rồi cân, nó gom lại này kia vậy đó. Cứ vòng vòng hoài vậy đó các nhà. Được bao nhiêu ký?
cần cây bao nhiêu ký mà? 2.000 ớt qua 3.000 3.000 ký. Vậy như là mình mua 2.000 mình cần 3.000 hả? Lợi 1.000 ký. Trời ơi. 100 ký, 100 ngàn, xe này sao trả nổi? Trả 2 chuyến mới xong hả? Ly là như tiền không? Dạ. Ly là như tiền. 15, còn 2 cái là 20 à. 15 ngàn hả? 15 ngàn là 1 cái 15, 20 là 2 cái. À. Còn bình thường là em bán cái bánh lăng về nhiêu tiền? 5 ngàn. 5 ngàn cái vậy? Đó, à. Có bảng giá chứ. Đây bảng giá này phải không? Kilo dầm 15k, bánh lăng 5k. Ngọc Quỳnh Như Nguyễn, chú Trần Nghĩ, kính mời. Đây số điện thoại. Ngồi ngay chỗ nhà thuốc Trung Sơn nha các bạn. Bà con cô bác mình có đi xuống cầu nhà thương. Đi ngược đây nè, đó. Bên kia là Thế Giới Di Động. Ghé đây ủng hộ Ngọc Quỳnh Như Nguyễn nha. Bánh lăng, bánh lăng. Đây bà chủ nè, đó. Bà chủ quán bánh lăng, bạn của Thanh Thí. Đây bà con cô bác. Mẹ mới đi bán xong, bây giờ ghé cái tiệm thuốc tây này nè. Tiệm thuốc tây Thanh Sơn ở đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, thành phố Bến Tre quá chị. Gần cái chỗ mà ngày xưa mẹ vợ bán bánh canh ở đằng kia kìa. Đây đó, mới thu vô mua vô một xe luôn nè. Cái này giấy không hả mẹ? Mới lộn bia nè. Mới lộn bia nữa hả? Được mấy chục ký không? Bây giờ mẹ đi câu luôn hay sao? Đem về. Đem về nhà hả? Ờ, đem về nhà còn lửa 3 chiếc đụng nữa. Cái này mẹ mua mấy ngày mà quá trời vậy chơi vậy? Cái này mẹ mua mấy ngày mà quá trời vậy? Có 2 ngày á. 2 ngày mà gì đó hả? Giờ lựa ra hay sao? Giờ em lựa 3 giấy ra. 3 giấy rồi lòng bia. Rồi chai mũ riêng nữa. Tùm, tùm lum vậy hả? À. Giấy, nhựa, lon bia. Dạ. Cái lựa riêng ra. Cái này là giấy của tỉnh Quốc Tây hay sao? Dạ. Cái hộp thuốc phải không? Dạ đúng rồi. Ở đây hôm bữa làm cái nhà bếp nè cả nhà. Là cái nhà bếp bắt đầu cái còn dư sắt của anh chị đây, nó còn dư sắt nè, dư sắt này chút xíu nay mai mình đem về bển mình sẽ làm cái xe bù. Còn đây cũng dư một mớ cát nè cả nhà, đây dư một mớ cát với mớ đá. Hôm bữa ba ở nhà, ba với mẹ tự trộn luôn nè, đó tự trộn xong rồi tráng được mớ của anh chị đó, còn phân nửa nè. Đáng lẽ là nếu mà mình cán cái bê tông này là mình trộn hồ hồ 4, nghĩa là 4 đá, 3 cát và nửa bao xi măng. Mà ba không biết là ba trộn hết 2 bao xi măng luôn cả nhà, hàng chi nó xanh lè xanh lét luôn nè. Mà trộn về thì nó cứng. Nó cứng nhưng mà thật ra là nó tốn xi măng uổng dễ sợ luôn. Nếu mà hôm bữa mà Phú biết là để năm mai Phú qua Phú trộn. Trộn xong mua khoảng 2 xe đá xe cát nữa. Đổ vô là nó sẽ bằng này luôn rồi. Mà ba không biết thì ba làm lỡ làm rồi cả nhà. Lỡ làm rồi thôi chứ biết sao giờ. Cũng còn dư được mớ cát mớ đá nó như mớ gạch đó cả nhà đó, chứ làm đâu có hết đâu. Đây cũng còn dư mớ cát thôi. Trước cửa có cây dừa nè các anh chị, giờ mình sẽ giật một trái vô để mình khoai dừa. Đây nó có dừa nạo rồi dừa cứng cại, dừa khô luôn. Đây hai trái dừa khô nè cả nhà, đây nó mọc trước cửa nhà luôn nè. Cây dừa này ngày xưa nghe nói như là dừa điếc dừa gì đó cả nhà, vậy mà cuối cùng là ha, trồng mà nó vẫn sống nè. Ủa đằng kia dừa gì ta ba? Dừa sim xanh hả? Sim xanh phải không? Sim xanh á. Ờ nó có được hai trái nè cả nhà. Đó cũng trồng ngay cái dụng độn trước cửa nhà mà cuối cùng là có trái. Hình như bên kia nó cũng khô luôn rồi kìa. Được mấy buồn cũng gại nè. Dạ. Ừ. Thôi để ăn từ từ, để ăn từ từ đi. Rồi bữa nay mình khai trương cái bếp mới luôn nè. Cũng mới vừa hoàn thành xong bữa hôm kia. Nay nó cũng khô, nó cũng cứng cáp rồi. Cái mình để ông lò với để mình để gia vị bên đây. Còn củi nếu mà mai mốt mình để củi thì mình dựng ở đây cũng được nữa, mà không thôi là mình để trên kia. Hai khai trương giờ bắt là cơm mình nấu trước nè. Rồi mẹ về tới nè cả nhà. Ủa mẹ đâu lâu chứ mẹ? Ghé bán bớt hay sao hả? Hàng chi đợi lâu quá trời luôn. Bớt ở
Ờ, giấy lớn hả? Còn này mình về mình lựa hả? Ờ, bán cái nào mà mình xếp được rồi thì mình bán. Ờ. Bà cái giấy của thuốc tây nè cả nhà. Tùm lum tùm la hết trơn. Về bắt đầu mình đổ lớn bắt đầu cái lựa ra cả nhà, giống như giờ á vòng vòng nhà giống như là cái cơ là cái vườn dây chai đó cả nhà, nó đúng độn dây chai vậy đó. Chứ không phải là bề bộn đâu, mỗi lần mà có khách hoặc là những ngày Tết, ngày lễ này kia là mẹ sẽ dọn dẹp hết rồi chứ không phải để vậy đâu. Ừ, vì lợi vụ cho cha nó cũng như mình chứ gì. Ta mưa bán rồi mình phải lựa ra. Lắc nhắc tùm lum tùm la chân. Còn mấy cái dĩ thuốc này kia đâu bán được hả? Bỏ hả? Không, như cái này mềm mềm này bán được nè. Như ba cái này bán được nè, còn ba cái như mấy cái này thì ta bỏ, đúng không? Yeah. Cái gì thuốc này đâu bán được? Không có bán được. Có này... có bịch mũ là bán được. Bịch mũ mà mềm bán được, cái như cái này nè. Giấy này kia thì bán được. À, cái này dở ra bỏ này. Cái lựa ra. Để ra. Thủy tinh bán được không? Cái kia thủy tinh bán được không? Không, hồi đó mua, hồi đó người ta ra ve chai lông dịch rồi đó ve chai tao mua giờ chai tao mua. Người ta mua chai nhựa không à. Mà giờ lông dịch tao còn mua không? Không, biết sao lông dịch hôi quá, người ta nhựa tao không mua. Giờ có chỗ mua mà biết chỗ nào không biết nữa. Nó thúi. Nó để lâu nó hôi cái dựa quá người ta không có mua. Đây bữa mẹ có ương mấy cây đu đủ nè cô anh chị. Ăn đu đủ bắt đầu cái mình lấy cái hộp á. Lấy cái hộp mẹ ương được mấy cây. Rồi, chào bà con cô bác nha. Mới đi mua dây chai về tắm rửa nè mệt quá quý vị ơi, nắng quá lúc này nắng chịu không nổi luôn á. Rồi bữa nay là anh Thí nó qua nó mua đọt nhắn lòng nè, lát luộc. Lấy cái nước thì mình làm canh cũng được quý vị, mình luộc rồi đựng ớt nè, mình kho sả nó cốt dừa đây lát cái nạo tái dừa nè. Nước cơm mình nấu cơm chắc nước cơm ăn tháng nắng này chứ ở nhà cũng thích nước cơm dữ lắm. Rồi bây giờ mình bây giờ tôi đập dừa đựng nạo rồi có dừa ăn lai xét nha. À, ớt nè, kho sả nó cốt dừa ăn ngon lắm quý vị. Bây giờ tôi nạo dừa. Cơm trưa thì ở nhà mình nấu cũng được bà cô bác, nhưng mà có một cái là đợi mẹ về rồi hai mẹ con làm rồi cho nó vui, với lại mẹ nấu ăn ngon á. Rồi mẹ nói chuyện cho bà con cô bác nghe. Thấy nó nấu ăn phải chỉ cho nó nấu cái gì ơi. Dạ. Chỉ cho hồi đó bà ngoại phải chỉ tôi, giờ tôi chỉ lại con dâu. Nấu ăn cho nêm nếm cho nó ngon. Đó chứ mẹ đi chai, mua chai chai về cũng mệt, thành ra là phải nói nhiều khi nói là sao không nấu cho mẹ ăn là không phải đâu, tại vì đợi mẹ về rồi nấu cho nó vui. Nhiều khi nấu nêm nếm cho nó vừa ăn, nhiều khi thấy nó không biết á. Xả này nãy cũng nhờ ba nhổ được ba cây xả nè. Cái mình bầm cho nó nhuyễn nhuyễn, cái hồi mình kho nước cốt dừa cho nó ngon. Kho nước cốt dừa phải có xả vậy nè, nó mới thơm. Rồi đừng kho thịt ếch coi vậy. Rồi hôm nay tính tô cái bếp mà chưa. Quỳnh Mai ơi. Rồi mất tiêu rồi. Thôi để vậy. Bẻ cây dừa trước hả? Đúng rồi, nãy ba bẻ cây dừa trước á. Có cây dừa để dành có dừa khô nào cũng đỡ thôi. Cái dừa này dừa gì mà sao trái nó cũng được quá ta. Dừa ta cái gì vậy? Nó cũng vô do cũng được. Ừ. Dừa này đừng để dành ăn dừa khô nè. Cái bán này dừa mắc kìa đúng không mẹ? Ờ lúc này dừa mắc á, nước dừa cũng mắc. Nước dừa 100. Nước dừa nay 120.000 một thùng. Rồi thằng khỏi thằng nước bà ăn luôn. Mắc quá. Nãy mình đập nước dừa nha quý vị, nước dừa này cũng còn xanh này ha, rám vàng. Nó ngọt nó mới đập cái mình chế vô nha. Mình chế vô mình vắt nó cốt. Thì mình kho ba cái ớt nha quý vị. Đây còn gọt dưa luôn, sẵn là gọt dưa luôn. Dưa này dưa Long An mà không biết phải không. Hồi sáng dỗ nghe bọc mà không biết ngon không đây. Năm nay ha là nắng nhiều ha, là trồng dưa trúng nè. Tại vì nằm dưa là nó chịu nắng ha. Rồi muối nè, người ta làm trúng nè ha. Là mấy cái là nắng này là thuận lợi cho mấy người làm muối trồng dưa rồi á là ngon, mà thất bại mấy người trồng mà trồng đồ hàng bông bán cũng có tiền á. Nắng này nè, năm nay đồ hàng bông cũng mắc, đồ hàng bông nhất là người ta làm muối là thuận lợi nhất. Nắng dài là trúng mâu muối dữ lắm, thì người ta phơi muối được á phải không. Ủa cái bể muối của mình là dưới Ba Tri không mẹ? Ừ, cái người ta bị người ta bơm vô ruộng cái nó khô vậy, cái bắt đầu người ta cào muối hộp á. Trời ơi, trúng người ta vô bồ rồi để dành bán, người ta làm giàu. Nó đỏ ngon quá, đỏ heo mỏng vỏ nè. Dừa này mới đúng là dừa Long An nè. Thời này tội nghiệp tới người ta làm hồ mà. Nhất là trời ơi, lên lầu nha, người lên tỉnh mà người nắng chưa có lọt nha. Còn miền Nam với lại miền Trung cũng nắng nữa. Chết. Rồi gì Campuchia, Thái Lan, Lào cũng nóng từ 35 cho đến 40 độ. Đó,
Bến Tre mình hôm nay là 39 độ rưỡi nè, rồi 40 nè. Mình ở đây đỡ là ở vườn nha. Giờ thịt ếch cho mình phải bỏ đường nha quý vị. Bỏ đường nha, bỏ 2 muỗng đường nha. Rồi mình bỏ cái muỗng à, cái muỗng nè, mình bỏ muỗng bột ngọt nha quý vị. Rồi mình kho dừa là mình bỏ muối chứ không phải bỏ nước mắm nha. Đây. Này lá dừa này nó khô quá trời luôn, nó khô mà nó mục luôn nè. Đó là lâu rồi, mẹ để lâu rồi nó muốn mục. Cái này phải chụm chứ thôi, để nó mục có liền. Mẹ gom ba cái mô nang bên ông ngoại cả đống rồi mà chưa ở không mà trở về. Mùa này bên bển mô nang rồi, vỏ dừa thiếu gì. Mô nang nó bển á. Để tới sân ngoại à, để lấy giấy. Mẹ thấy cái bếp này nó vừa không? Vừa tầm không? Vừa. Vừa tay luôn phải không? Ừ. Nó cao và vừa tay khỏi khơm quá nha. Khỏe. Giờ mình bỏ xả vô nghe quý vị. Quá nóng rồi cả nhà, đứng xa xa chứ cái bờ kia nó quéo luôn. Xả vô với bỏ ếch vô này nha. Bỏ thịt ếch vô. Wow. Quá trời nóng. Quá nóng rồi quý vị ơi. Này chắc ký hả Thi? Ký mấy mẹ? Sáng mua như đây 63.000, 50.000 ký. 1.000 ký này ếch nuôi nó rẻ nè, chứ ếch mà ếch đồng mình tới 100.000 ký nữa. Mà mùa này ký ếch đồng chắc cũng không có. Ếch đồng đâu có, đâu có mưa đâu có ếch. Dạ. Ếch đồng tới canh nha mấy bạn, canh từ mưa á, ếch nó gà dữ lắm nha. Ếch đồng tới 180 chứ. 150, 180 ký. Mà ếch đồng với nhái đồng có về mình kho xả ớt rồi kho khô cũng ngon. Nhớ hồi xưa chú Sáu còn sống á. Rồi chú Sáu xô về mà nhái bầu á. Ồ, ổng xôi về một giỏ luôn mà ăn ngon lắm, coi sẵn cũng được ngon. Nó mềm. Tội nghiệp chú Sáu mày đó, nhớ xôi về một giỏ xôi về, tao nói ông cố bà cố mày ăn không hết. Chú Sáu mày dẫu chứ mà không thể tưởng tượng luôn. Ở với ông cố. Mà mấy người mới thấy giỏi hiền hơn vợ mà hay mất sớm ngồi hay vậy. Xong thì người hiền nó hay mắc nạn á, ngộ vậy á. Hả, người hiền là mắc nạn à. Nhưng giống như Tông Phiên á, sống dài là ác không phải sống dài á. Ác sống dài như Tề Thiên mà mất nạn á. Bảy mấy tám mấy mà nạn á, còn nạn nữa mà còn qua ông tổi. Nước thiệt sôi mình thả rau cho nó mới xanh nha. Đây rọt nhãn lòng quá ngon vậy này nè. Rau mọc tự nhiên không phân thuốc gì ở ngoài vườn không vậy. Này anh thấy nó mua quá nhiều giờ luộc phân nửa thôi. Mày biết sao không? Tại sáng chị này chỉ còn có nhiêu đây à, mà chị vừa bán chị vừa cho á, mà giờ mua phân nửa thì cũng không được. Còn phân nửa cho ông Phú nó đem về bển ăn, cái này là trị đau tim nha quý vị. Tôi nghe cái mùi này tôi không có thích cái đọt trắng lòng nhưng mà nó lại là trị tim. Rất là hay, nó bổ tim nha. Nhưng mà mình ăn cái cũng quen. Có cái bếp này giờ đứng ngon rồi mẹ. Rau này luộc ăn nó quý lắm nha quý vị. Ăn nó bổ lắm. Mà rau này người ta hái bán cũng mắc nè. Tại vì có người thì ăn được, có người thì ăn không được. Trời đất ơi, hồi sáng giờ con đi đâu hả? Hả, hồi sáng giờ con đi đâu đâu? Thế đi đâu, chỉ 12 hồi sáng giờ đi đâu hả? Đi đâu á? Đi con tim chạy, đưa ba nó đi coi xe mà. Mới ngày tôi tình cái đấm vú rồi nè. Nó chín rồi nha quý vị. Bây giờ mình vớt ra. Con gió. Về với con, đổ ra đi. Đổ ra nóng, hả? Nóng quá. Đứng gió nó táp quá chừng. Gió táp quá, dùm đổ ra vậy đi. Đổ rồi mình lấy cái nước xuống làm canh. Giờ nó cạn rồi, nó chín rồi quý vị. Giờ mình chế nước cốt vô nha. Chế nước cốt chút xíu mình nhắc xuống cho nó béo nè quý vị. Bye hả? Bye ai? Bye, bye con, bye bà con. Bye bye. Chào bà bác đi con. Trời ơi, mèo thú cái bi nhỏ. Chị Vy là chị Vy chào rồi đó. Chào ông bà bác rồi, dở quá chị Tín. Mấy gạch này còn không ba? Còn không ấy kìa, để biểu một hú nó biết chắc không? Biết chứ, gọi cái này là để mình lót nè. Mình lót luôn nè. Nhắn lòng mùa này ăn mát. Đau tim ngon hay lắm á. Bổ lắm á. Rồi, mời bà con cô bác dùng cơm nha. Nay ai ăn cơm dùm có là ớt, ngò xả, nó cốt dừa. Rồi, mời dừa hấu lại xét. Rồi đọt nhắn lòng luộc. Lấy nước đọt nhắn lòng cái nêm nếm rồi làm canh chan húp nha quý vị. Rồi, ăn cơm quý vị ơi. Cơm nè. Rồi mời cả nhà ăn cơm trưa nha, mời ba mẹ ăn cơm trưa. Rồi mời cả nhà dùng cơm, mời ba mẹ ăn cơm đi. Tới không ba? Cả nhà dùng cơm rồi. Quá ngon quá chị ơi. Gấp nhãn lòng vô. Mình kho có nước cho nó sạch cho này cái mình tính ra. Bữa nay cái bữa cơm này ngon lành thế. Cơm hảo hạng hả ba? Quá ngon. Thịt ếch rồi với nhãn lòng chấm rồi. Thịt ếch kho xả thuốc dừa thôi nhức nhức rồi. Nhức xuống quá vậy. Con chị tao. Ừ. Ở này, mặt ghê luôn. Bây giờ cũng quá giờ nó có nghĩa là rồi vậy ăn ngon. Xanh ôm luôn nha quý vị. Quá ngon quý vị ơi. Hơn 12 giờ.
ở đây ăn cơm lúc nào cũng phải 12 giờ tới lên chứ không có dưới. Tại vì ráng ai cũng mắc đi mần trong việc hết trơn. Dạ. Ừ. Ngon. Ôi, gật ngón lòng nó có béo béo ăn chấm ăn ngon gì đâu ngon. Ngon ghê. Ngon. Thịt ếch nuôi mà nó cũng rẻ mà chứ đâu có bỏ đâu. Ừ. Với con biết sao con đừng chế nước nhiều quá, kho dừa thôi. Nhiều dạ. Quá nó bở. À, con là dừa ăn. Ừ. Ngon ha. Thịt gà và kho dừa ăn cũng ngon. Ừ. Thịt heo kho dừa ăn cũng ngon hả? Cái ông nó còn giấm tôm á. Chuyên môn ăn thịt heo kho dừa. Ông gì? Năm ngọng hả? Mười ngọng. Ừ, mười ngọng chứ. Món đó còn chưa ăn luôn á. Ừ. Thịt heo kho dừa. Chuyên môn ăn thịt heo kho dừa. Nhưng mà thịt ngang chứ không phải thịt nạc à. Trắng nó thịt ít dữ lẽ. Dài dài. Ngon quá quý vị ơi. Dưa hấu rồi vào, kẹp vô. Chà, wow. Bữa nay chắc ăn cơm hết rồi á. Này dám hết rồi cơm. Đưa quá, quá giờ. Với gạo này nó cơm ăn cũng ngon hết đi. Mà ăn cơm phải để cho nó thiệt là đói ăn mới ngon. Ừ, đói ăn mới ngon. Mùa này á, nấu cơm là giống như sáng ăn sáng chiều chiều chứ không có nấu nhiều được. Nó thiêu. Ừ, tại tại hầm lắm. Tại hầm nó thiêu với nước mặn mà. Với nước mặn là cơm nó thiêu. Bởi nấu nhiều ăn nhiều chứ không có nấu nhiều. Ừ, nấu. Ờ, lòng thì xuống chút quá thấy người ta chở xe chở quá trời ngon. Bữa nay ăn cơm thì ngon rồi. Ủa, chỗ đó sông nước ngọt ra. Nước sông Đồng Nai á, nước ngọt. Bởi vì người ta chở nước nước ngọt á, người ta nói chở sông Đồng Nai gì đây không. Thấy nhà xe dạ? Xe bồn chở rồi trời. Đó. Tự thiện quá trình. Ừ. Bên rồi công đông rồi công tây gì là nước bên đó là nó người ta nhiễm mặn. Không có nước xài là mỗi người từng can từng can. Mời bà con cô bác dùng cơm trưa. Giờ này lúc cơm trưa cái này nó gần giống như cơm chiều luôn rồi. Giờ này là hơn 1 giờ. Thì cũng đại mẹ về ở nhà, nói chung là mẹ nói chuyện bà con bác nghe vui hơn. Nói chung là chứ bà Thanh Thí thì nấu cũng được bà con bác. Nhưng mà nhiều khi không có đúng ý. Tại vì mình cái cách mẹ nấu như là không có giống như ở bên. Ừ, thấy không? Thấy mẹ nấu không? Nêm nếm mình rất là vừa ăn luôn á. Có nhiều chỗ mẹ đi ăn á, với đi mà bữa nào mà kẻ ăn cơm tiệm thời nó nêm nếm ăn không có vừa. Ngồi con cô bán dùng cơm nha. Cái cách mẹ kho thịt, kho cá nó cũng khá khác với bên mẹ bên kia. Ừ, khác. Giữa cô Nam bên kia kho cũng khác. Ừ. Mỗi người kho khác chứ không có giống nhau. Có người đó họ ướp xong họ mới kho. Vậy đó. Như mẹ con là phải ướp. Ờ, phải ướp. Như ví dụ như cá bóng hay là cá lòng tâm mình phải ướp trước cho con cứng con cá mình mới kho. Tùy theo cái loại ướp nha, chứ không phải cá nào muốn ướp nha. Mỗi người làm khác nhau thường. Không giống. Lòng ăn tốt. Nè con, mẹ làm đồ ăn hết con, tụi con thấy không? Nó đâu có bị tanh. Thấy không? Ăn không bao giờ bị tanh. Cái này ăn mà hai trái phải có dưa hấu với cần này kia lúc nó nổi ngon quá hấp chứ lùa chứ lùa có rẻ ăn vô mát ăn đơn giản vậy mà nó ngon ghê ha. Dạ. Bởi tại giờ người ta nói ăn cơm nhà nó ngon hơn cơm tiệm nó làm mình đâu có vừa. Bởi nói vợ chồng mà không ăn cơm chung ăn cơm nấu cơm chung ăn rồi thôi rồi. À, bới cho mẹ ăn chén này thi. Ăn cơm tiệm là thua. Bởi vậy, nó làm đâu có vừa ăn mình. Nhâm nữa không? Dạ thôi được rồi. Ngon quá cái gì ơi, đi mua gì chai vậy, giờ đói bụng ăn cơm mà quá ngon. Hôm nay ăn cơm là 3 chén nha quý vị. Sáng lên ngon quá trời ngon. Nhỏ bạn mua với chai. Cái nó múc cho miếng cháo lòng ăn rồi nó cho một tấm đem về nữa. Ăn cháo lòng với uống nước đậu chịu đựng từ sáng giờ. Giờ gần 1 giờ rồi. Cho hai bịch uống không hả? Ừ, cho hai bịch cháo lòng. Dì Hạnh mẹ dễ thương mẹ dữ lắm á. Mày bỏ vô cái nồi thăm lại. Hồi đó mà khổ là dĩ giúp không á. Có đâu được. Hồi đó con Phú nè đi học nè đâu có tiền. Có ngang với con Tùng luôn hả? Cái mượn dì Hạnh không á. Anh nào ta? Dì Hạnh là vợ của cháu Hải, vợ chú Hải á, con bà con của bà Hải Khánh á. Nó nghe đầu đường á.
thế nào được? Tội nghiệp chứ lắm mà, chỉ có hai người con mà mới xe đụng chết ra người. Trời ơi, thằng đó nó hiền khô. Rồi chạy đi bỏ sữa ở bên cầu cầu Tiền Giang á, rồi cái chạy bỏ sữa cái té xuống. Trời miểu quá, cán cái xe bọng đá. Xe nó cán ngang bọng đá, nhà anh chỉ có một thằng tay với đứa gái mà tội nghiệp gì hết chứ. Bởi vì nó cuộc sống vô thường rồi vậy, mình không ngờ luôn. Giờ bỏ là đứa gái nghiệp đó. Cái đó cán ngang còn gì? Đứa gái thấy thương cỡ chị Tiên thấy thương uống nu, mặt nó dễ thương lắm, giống y như ba, mặt nó có hậu lắm. Thấy thương nghiệp gì hạnh ghê luôn. À giờ anh con của ông Ma Sánh hả? Ừ, dâu á, dâu hạnh á. Dạ này đó hay xuống mẹ nè. Linh có kẹo ngồi gần mẹ không biết hả? Biết rồi. Có một thằng tay rồi. Nước canh, nước cơm hả? Nó chuyện dễ thương nhỏ, nó chuyện dễ thương bố. Họ con gái làm nó chuyện nó công nhận nó hay gọc. Ai? Hạnh á. Hạnh á, chuyện đàng hoàng. Đàng hoàng, rất là đàng hoàng. Nó chuyện dễ thương. Nó rất dễ. Canh này nãy có canh này ngon, canh hăng. Mẹ khổ quá ha. Vì Hạnh cho mẹ mượn tiền hoài. Mượn thì chỉ cho cái bữa đó mẹ lên mẹ chơi chứ không phải là mẹ lên mẹ mượn tiền. Cái Hạnh ấy nè, 200.000 nè bà, về mua nước mắm bột ngọt dầu lửa gì mua đi, chị nào có tiền trả tôi. Mà mẹ đâu phải mẹ lên mượn tiền, tại vì Hạnh chỉ biết mẹ lên chắc là chắc mẹ cũng khổ hay gì ha. Bà thương chị Hạnh, thương mẹ lắm, mà nó ăn nấu rất là đàng hoàng, nó hiền nha. À nhưng giờ là như là ở nhà trọ của ông Tùng hả? Đó đó, ừ, đúng hả? Ờ mẹ nghe thấy bán cháo lòng á, bán cháo lòng không con bữa nào biết ăn. Ăn sớm. Được. Đó nhà bên kia rồi. Bán là ăn ngon. Xuống đó buôn bán. Ờ 20.000 bạc ăn thấy được không? Nước này ngon hả? Nó ăn thì ăn ngon. Cái nhân lòng này là lên thuốc nè. Uống này là khỏi uống thuốc mê luôn. Đắng. Trời ơi, đắng là bà đắng, nó nhẫn nhẫn hả? Không, uống nó bổ. Cái này là uống biết này đâu. Dễ ngủ đó. Không uống hả? Thôi em mới uống nước cơm. Ai uống được tốt. Rồi nó ngon. Dao ăn được chứ cái nước tốt. Nước này thơm chị khoái, nấu với tép cũng ngon. Ở những lòng này nấu ngon quá, lột lắm cái canh cũng khá là ngon. Nhà nêm chút muối, chút bột ngọt với chút hạt nêm rồi vô cho vừa. Dạ, uống lại cái nước cơm cho nó lạc cho nó cán miệng cho nó. Mình làm mà đưa bữa cơm gì trong gia đình ăn về là nó khỏe dữ lắm, phải không? Uống rượu hái là ăn như đường dễ. Còn bấm nữa kìa. Còn như đó để đem về bến luộc, tối luộc ăn đi. Luộc nấu canh ăn. Để chiều kêu mẹ lọc miếng tép luôn, nấu canh tép ăn. Đúng rồi, tép là ngọt. Còn phải ăn canh nhãn lòng nữa thôi. Đúng rồi. Ăn đơn giản nhưng mà nó ngon. Gian nước này ngon nè. Cái cơm. Này ba cơm ba chén luôn. Ba chén. Người ăn quá rồi, rồi trắng này cũng ăn. Là như ăn phải có lúc cốt vừa có hộ phái này bà. Trang nước ấy nè. Trời ơi, trang hút nó đã. Ăn nó không bổ bà nghe, ăn bổ bà dọc cái gì ơi. Vậy chứ giờ mày nghĩ đi, giờ đi hái cái nặng nhân lòng. Mày đi nấu nước đi, mày uống lấy cái nước uống. Lấy nước uống thôi, về mình ăn thuốc nam không à. Thuốc nam không chứ. Mà ngon rồi quý vị ơi. Hái cực lắm mới được như đây á, bán 15.000. Cực thấy ngò luôn. Một rổ luôn. Nghe ghê. Cái này chắc ở trong Hữu Định này kia mới còn chứ ngoài đây là hết. Em hái em. Cực quá anh ơi. Trời ơi, bữa hổm kìa mẹ. Em ba mẹ ông tầm một chứ không bán đâu. Ông tầm một tay ông sao lá một chảng này nè. Cái nhiều quá ăn hết, cái mẹ vô mẹ hỏi bà Hải Sim tổng hỏi mà hai mua phồng tơi không, nói mua 10.000 ký. Bà nội cha ơi, mẹ hái một thao thì vô cân có 2 ký 20.000 bạc à. Thôi bởi tầm đồ bông. Cái lá nó rẻ. Nó nhẹ, lá nó nhẹ. Mẹ hái cho một thao tưởng nó bán nhiều 20.000 bạc. Rồi chị hấu ăn đi ba. Nó nãy ba. Nước nhẫn là lòng ăn ngon bởi vậy. Ăn nên thuốc lắm, không ai uống. Cái quay cái người miền núi mà ăn cái lá đu đủ á, biết không? Gặp mở đây gặp nhân lòng ăn rồi ăn cơm ngon dữ lắm nha, tội nghiệp nha. Nhưng mà mấy người đó người ta ăn tao không có bệnh á, ta người ung thư tao không có bệnh á. Đu đủ là nó tiện mà. Ăn được cái lá đu đủ là xuất sắc á. Rồi cái bữa cơm hôm nay rất là đơn giản mà con cô bác nhưng mà ăn rất là ngon nha. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu ra để xem hết video nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn lại. Chào tạm biệt. Bye bye quý bà con.